tất cả anh em đến với kênh review sản phẩm công nghệ của Thành Lâm Media. Ngày hôm nay mình là Duy. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm về lifestyle, đấy là máy pha cà phê All-in. Nhiều anh em đọc là All-in nhưng mình thấy là đọc All-in có vẻ chuẩn hơn và nó cũng có vẻ đúng ý nghĩa hơn. Vào ra, đây là một thương hiệu máy pha cà phê của Mỹ. Thì máy pha cà phê này nó là máy cà phê mang đi, nó đã có trên thị trường ở Việt Nam khoảng hơn một tháng rồi. Và mình thấy đã có nhiều anh em feedback rất là nhiều kinh nghiệm trên cộng đồng cũng như trên các clip YouTube. Thì video này là một video tổng hợp tất cả những cái trải nghiệm của mình một tháng vừa rồi cộng với những cái gì mình quan sát được từ anh em để chúng ta có thể sử dụng cái máy này tối ưu nhất. Đầu tiên thì trên thị trường cái máy pha cà phê mang đi như này có rất là nhiều hãng khác rồi, như Wakado hay là bên Stresso. Thì cái nhược điểm của tất cả những cái máy kia ấy, nó đều được cải thiện ở chiếc máy này. Đấy là lý do vì sao mà nó tạo ra cơn sốt và một tháng vừa rồi rất nhiều anh em dùng, đặc biệt là những anh em thích camping và cà phê. Đầu tiên nó có thể đun sôi nước ở trên này luôn. Có nghĩa là chúng ta có thể cho một cái lượng 50 đến 70 ml trên này và nó sẽ đun sôi luôn mà không cần phải mang thêm một cái ấm để chúng ta đun. Đấy là một cái điều khá là thích. Tuy nhiên thì cái việc đấy dùng nhiều hay không thì đối với mình là không, bởi vì mình thường là khi nào cũng có ấm nước pha cà phê ở nhà và đi du lịch thì mình cũng hay có nước sôi mang theo trong bình giữ nhiệt luôn. Mình có thể cho vào để hâm lại nóng một chút thôi. Cái đấy cũng hay, tùy người. Và cái thứ hai nữa là cái chất lượng cà phê của cái máy này pha ra so với những chiếc máy pha cà phê khác thì với những cái feedback của anh em hay cá nhân mình thấy là rất là ổn. Có nghĩa là với một chiếc máy gần 4 triệu đồng thì cái máy này nó cho ra một cái chất lượng cà phê, đặc biệt là những cái hạt cà phê xịn ấy, thì cái máy này nó vẫn giữ đã được cái sự khác biệt của hạt cà phê đấy so với những hạt cà phê khác. Đấy là những cái đặc điểm nổi trội của chiếc All-in này mà nó có thể vượt qua được những chiếc máy pha cà phê mang đi khác trên thị trường. Và máy này hiện tại đang phân phối tại Thành Lâm Media với mức giá rất là phải chăng và được tặng thêm kèm viên nén. Quên quảng cáo, bây giờ mình quảng cáo luôn. Đấy là những cái tại sao mà người ta chọn cái All-in này trong một tháng vừa rồi. Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng nhanh. Hiện tại trên YouTube thì có những nhiều clip hướng dẫn sử dụng máy này rồi. Bây giờ mình sẽ review lại nhanh một lần nữa. Đấy là chúng ta có thể pha cà phê này dưới hai dạng. Một là dùng dạng cà phê bột, có nghĩa là cà phê xay. Các bạn có thể mua hạt về và xay bằng cái cối này, giống như là chúng ta đi du lịch. Nhưng mà mình thì mình xay sẵn ở đây rồi. Và hai là chúng ta sẽ pha bằng viên nén có sẵn. Và với cá nhân mình ấy, thì mình thích cái viên nén có sẵn này hơn. Và mình thấy cái máy này nó tối ưu hơn với cái chiếc với cái viên nén này. Là bởi vì là cái cà phê xay sẵn này khi mà chúng ta pha ra ấy, thì với cái người mà không có kinh nghiệm thì chúng ta cần phải tìm cái cỡ xay của hạt này. Rồi chúng ta cần phải nén vừa phải để cái áp suất nó không bị chặt quá, cũng không bị lỏng quá. Mình đã từng bị chặt quá và bị lỏng quá rồi. Lỏng quá thì nước phun ra rất là nhiều và cái chất lượng cà phê nó lỏng. Còn chặt quá thì nước không ra luôn, phải mở ra để cho nó lỏng lại. Vì thế mà mình thấy dùng này là tiện nhất. Và việc của chúng ta là hãy tìm cái viên mà có cái vị mà thích hợp với cái nhu cầu mà mình dùng thôi. Đấy là về hạt cà phê. Thì với viên thì chúng ta sẽ dùng cái nắp này. Đấy, mình cho vào. Đấy. Rồi mình cho vào cái nắp này. Và chúng ta cho vào máy thôi. Đấy, vặn lại. Và ấn giữ 2 giây thì nó sẽ đun. Và khi nào đến nhiệt độ pha được thì nó sẽ là sáng ở cái độ đèn số 4 này. Còn nếu mà nước sôi sẵn rồi thì nó sẽ nằm ở số 4 luôn mà nó bắt đầu nén luôn. Còn nếu mà chúng ta pha bằng bột cà phê ấy, thì chúng ta sẽ đổ bằng cái muỗng này. Đây là những cái phụ kiện đi kèm nhé. Cho vào đây. Nắp lại. Đẩy lại. Cho vào y hệt cái muỗng lúc nãy. Và đóng vào. Và cái này nếu mà các bạn mà nén chặt quá ấy, thì nó sẽ không ra đâu. Thì chúng ta sẽ phải mở ra một chút để có hơi để nó ra. Và đấy là cái kinh nghiệm của mình dùng vào một tháng vừa rồi. Và có một cái nhược điểm nữa khi chúng ta dùng hạt xay sẵn. Đấy là nó rất là bẩn khi chúng ta vệ sinh. Nó lem nhem, nó tung tóe trong nhà vệ sinh. Và đấy là một điều mình không thích. Vì thế mà tại sao mình bảo là nó tối ưu nhất cho cái việc là pha viên nén. Và đây là viên Mitra, một thương hiệu cà phê của Việt Nam. Giá cả rất phải chăng. Một cái phụ kiện nữa mà anh em rất là cần, đấy là cái kệ này. Cái kệ này thì hiện tại Thành Lâm Media cũng đang bán luôn với mức giá rất là khỏi phải suy nghĩ. Chúng ta mua để chúng ta trải nghiệm thôi. Bởi vì cái khi mà chúng ta pha bên ly ấy, ví dụ chúng ta có một cái ly này, không phải ly nào nó cũng vừa với lại cái máy All-in này. Nó rất là cồng kềnh, rất là không chắc. Vì thế chúng ta cần một cái kệ mà nó cũng rất là thẩm mỹ. Để một cái ly bên dưới để nó chảy ra. Lát nữa mình sẽ pha cho các bạn xem. Đấy. Thì mình thấy rất là cần cái kệ này và những cái viên này. Đây là một cái combo rất là tối ưu cho chiếc máy All-in.
Về chất lượng cà phê thì mình nghĩ là nó sẽ tối ưu khi mà chúng ta mang đi thôi. Có nghĩa là nó đáp ứng được cái nhu cầu khi chúng ta đang đi trên ô tô, chúng ta đi camping mà muốn một ly cà phê ngon, chúng ta có thể tạo ra được một ly cà phê với chiếc máy của riêng mình. Chứ còn tìm được một cái quán pha cà phê cũng khó đấy. Còn nếu mà ở nhà thì chúng ta có nhiều phương án hơn, nhiều cái option để chọn hơn. Ví dụ như cái máy moca, cái bình moca này, hay là có máy pha cà phê ở nhà, thì mình thấy chất lượng pha cà phê nó có nhỉnh hơn với cái all-in này. Bởi vì mục đích của nó cũng là mang đi mà, chứ đâu phải là để chúng ta pha ở nhà. Nhưng mà hàng ngày thì mình cũng hay dùng cái máy này vì nó nhanh. Đun sôi nước cho vào, cho viên này vào, ấn một cái là ra. Còn máy, còn cái này thì nó đâu có viên. Chúng ta sẽ phải đổ cà phê xay vào đun rồi chờ để chúng ta có thời gian hơn thì chúng ta sẽ dùng. Đấy là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm chia sẻ của mình. Và có một cái nữa là cái máy này nó có một cái nhược điểm rất là lớn, đấy là cái lượng cà phê không đủ cho những người hay uống cà phê. Có nghĩa là với một cái nắp như này thì cái lượng cà phê rất là ít. Và với những người mà uống nhanh ấy thì không sao, nhưng mà muốn một lượng nhiều hơn ấy, mình toàn phải pha double, nghĩa là phải pha 2 viên hoặc là pha 2 lần thì mới đủ cái lượng cà phê mà mình muốn. Vì thế mà trong cộng đồng anh em đã chế ra một cái phần, đúng là anh em Việt Nam rất giỏi, để chúng ta có thể nâng cái lượng cà phê lên ở dưới này. Bình thường thì một cái này sẽ pha được 30 ml thì anh em có thể lên được tận 60 70 ml rồi. Và mình hy vọng là sắp tới cái hãng Alwin này nó sẽ cải thiện ở cái vấn đề đấy khi mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì mình mong là hãng có thể cải thiện hơn về vấn đề là số lần sạc pin, bởi vì mỗi lần mà mình cho nước vào thì chỉ đun được khoảng tầm 3 ly thôi là nó đã hết pin rồi, vì thế mà mình hay đun nước sẵn. Còn vấn đề về sạc thì rất là đơn giản thôi, đấy là nó sẽ dùng sạc Type C giống như là đây, giống như là MacBook ấy. Đây là sạc MacBook của mình dùng luôn, cắm vào đấy. Thế là sạc rồi. Và có một cái nữa là chúng ta cần lưu ý, đấy là cái máy này thỉnh thoảng nó sẽ có phần tắc tắc nước nó xuống rồi ấy, thì chúng ta sẽ ấn, phải ấn 2 lần thì nước sẽ phun ra để thông lại cái phần máy này. Đấy là phần hướng dẫn sử dụng. Đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn sau 1 tháng sử dụng cái máy Alwin này. Nhìn chung thì đây là đánh giá đây là một chiếc máy hay ho, tiện dụng so với những chiếc máy pha cà phê mang đi khác trên thị trường, và chúng ta nên dùng combo với lại cái viên nén này. Còn bây giờ mình sẽ pha thử một ly cà phê xem nó như thế nào nhé. Và bây giờ mình sẽ pha một ly cà phê bằng viên nén xem.